Ủa anh Đại, anh Đại đây ma, em đố này anh. Ủa đố nào vậy em? Đố anh tìm được một bộ giày bóng đá cỏ nhân tạo da tự nhiên nhưng mà phải siêu mềm. Giày cỏ nhân tạo da tự nhiên mà lại siêu mềm hả? Và đây là đôi giày Mizuno Neo 4 Beta Made in Japan. Hôm nay thì bạn Huy được gánh thuộc chi nhánh Gò Vấp sẽ review chi tiết cho các bạn. Và đây là phiên bản Made in Japan của Mizuno với số lượng giới hạn và không có nhiều như các mẫu Pro. Morita Neo 4 Beta Mergen sở hữu vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế với phối màu trắng chủ đạo, điểm xuyết bằng các chi tiết màu xanh dương, với chất liệu da kangaroo siêu mềm và một lớp phủ chống thấm nước để chúng ta có thể dễ vệ sinh. Thiết kế phần lưỡi gà và cổ giày bằng sợi dệt Beta cải tiến giúp tăng độ ôm chân. Phần cổ chun co giãn ở phía gót chân mang lại sự linh hoạt nhưng vẫn đầy chắc chắn khi xỏ giày. Lót giày nhung êm ái, chống trục hiệu quả và có thể tháo rời. Với phiên bản này, phần đế được thiết kế mới lạ với 3 bộ đinh khác nhau. Đinh vòng ngoài gồm có hình thoi lớn kết hợp cùng dạng đinh giống đinh L trên các phiên bản Pro. Bên trong các đinh núm tròn, núm hình thoi, thiết kế cứng cáp, giúp bám sân, hạn chế trơn trượt, phù hợp cho các anh em thích chơi tốc độ và kỹ thuật. Tóm lại, đây là một mũi giày gửi vào liền nhưng mà chân bè mang rất thoải mái. Nếu các bạn quan tâm, hãy để lại một comment bên dưới hoặc có thể ghé các chi nhánh Neymar Sport để trải nghiệm nhé.